Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Tôi là Phạm Tuấn Anh, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm thẻ chân trắng. Và hiện tại tôi đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và quản lý khu vực Quảng Ninh. Và hôm nay tôi đang có mặt tại khu nuôi của anh Dũng. Thì khu nuôi của anh Dũng thì gồm có một ao lắng thô ở đằng xa kia. Và ở ngoài đấy con chó nên tôi không tiện ra. Và một ao lắng và sau đó là chúng ta sẽ cấp nước vào các ao đây, các ao tròn đây. Mỗi ao là hơn 1.000 mét khối. Và đây là có bốn ao tròn và có một ao dèo. Thì như vụ kia thì anh chia sẻ là những vụ kia thì nuôi thì còn được, chứ như cái vụ đông năm nay và vào mọi vụ đông thì anh đều chỉ có thả một ít để cho Tết nuôi, gọi cho nó vui thôi, chứ thực ra là nuôi thì nó cũng không đạt hiệu quả. Thì chủ yếu là nuôi vào cái vụ chính là vụ da riêng. Và thì như anh cũng chia sẻ là các ao này thì hình như năm ngoái là nuôi thì cũng không được thu tôm về đầu 150 con là bị hiện tượng hồng thân và anh đã phải bán hết và bây giờ chỉ còn anh dèo có một ít tôm để nuôi chơi Tết thôi chứ không nuôi nhiều. Thì như mọi người cũng biết thì bây giờ ngoài Bắc bây giờ nhiệt độ rất chi là thấp, như bây giờ là tầm 2 giờ chiều nhưng mà nhiệt độ ở đây vẫn chỉ được 11 hoặc 12 độ C. Nên là những cái khu nuôi như này trong mô hình như thế này thì rất chi là đẹp, nhưng mà vào cái thời tiết như bây giờ ngoài Bắc thì cũng vẫn không thể nào mà nuôi được. Thế nên là tôi đang muốn chia sẻ với anh về kia mô hình nuôi ở trong nhà có mái che để giúp cho anh có thể là nuôi được vào cái vụ đông này nó tốt hơn. Bởi vì như chúng ta đã biết thì cái vụ đông này thì con tôm ở ngoài Bắc có giá trị rất là cao. Và như bây giờ hiện tại thì là tôm đầu 40 con thì đang có giá tầm hơn 250.000 một cân. Rất có giá đúng không mọi người? Vâng. Thì đấy, đây là mô hình của anh. Có 4 ao tròn. Làm rất bài bản nhưng mà đến vụ đông này lại không nuôi được. Rất chi là phí.